Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 003. Bài này làm trong khóa ST nâng cao. Đây là thầy trích nguyên văn cái đề thi năm 2019 để các em tham khảo cái ý tưởng rất là hay của đề. Người ta làm hai thí nghiệm, thí nghiệm thứ nhất là thí nghiệm đốt cháy, thí nghiệm thứ hai là phản ứng với kiềm. Thế thì ở đây các em chú ý thầy này là E gồm 2 ST. Cái điểm hay của bài toán này là 2 ST này nó không cho các em đơn hay đa, nhưng nó cho các em nhỏ hơn 150. Nghĩa là cái ST này x và y chỉ có thể là đơn hoặc đa thôi. Vì nếu là ba chức thì ST của nó phải lớn hơn 150. Tiếp vấn đề thứ hai là người ta thủy phân thu được là một muối. Như vậy chứng tỏ là hai ST này chung gốc muối và 3,14 gram hỗn hợp ancol Z, hỗn hợp ancol. Đó. Thế thì thầy xử lý như sau. Thứ nhất, x y của thầy thủy phân trong kiềm thì thu được ancol. Phản ứng với natri ra hiro thì bảo toàn hiro động. Để tìm được OH trong ancol nào 0,1. OH trong ancol là 0,1. Dùng quan hệ mol suy ra NaOH là 0,1. COO trong muối của thầy cũng bằng 0,1. Đó. Tiếp các em để ý với thầy, cái ý tưởng của bài toán này lớn nhất vẫn là quan hệ mol của CO2 này. CO2 rất nhỏ bé, số mol của thầy là 0,2 này. Và nó có mối quan hệ với lại cái số mol của COO ở đây và số mol C trong OH ở đây. Thế thì thầy có như sau. Thứ nhất, cái COO này bằng 0,1 rồi, tức là cái COO ở trong ST này có thể bằng 0,1. Thì cái OH của thầy, cái C của nó cũng phải bằng số mol C, phải bằng số mol OH. Đó, thì khi đó thì tổng cái C ở trong cả axit ở trong ST của hai cái này mới bằng 0,2 được. Gốc này của thầy là bằng 0,1 rồi nhá. Đó, thầy suy ra là cái C ở trong ancol cũng phải bằng 0,1. Thì tổng C trong ancol với trong axit nó bằng với lại C đốt cháy ST bằng 0,2. Vậy suy ra số mol C của thầy phải bằng số mol OH, tức là ứng với một OH thì có một C. Như vậy suy ra hai ancol đó phải là hai ancol. Ancol thứ nhất là ancol đơn trước một OH thì phải có một C là CH3. Ancol thứ hai là hai OH thì phải có hai C phải là CH4. Và thầy dựa vào khối lượng và dựa vào tổng OH thì tìm ra được số mol tương ứng. Đấy là xong phần rượu. Bây giờ sang phần muối. COO trong muối thầy là 0,1. Như vậy, không thể có thêm một C nào nữa để gắn vào nhánh này. Vì gắn vào thì thầy có là CO2 của thầy nó tạo ra là bằng 0,2 lớn hơn mất rồi. Mà tổng dấu 0,2. Không thể gắn một cái C nào được. Vậy chứng tỏ rằng cái muối này của thầy phải là chỉ có cái COO để nối với nhau. Hoặc là nối với H. Thì các em có hai muối. Trường hợp số 1 là muối thứ nhất đây. Trường hợp thứ hai là muối thứ hai đây. Sau khi mà có muối rồi, bây giờ các em tiến hành ghép vào đọc lại xếp hình đó với từng trường hợp một. Thì trường hợp thứ nhất đó là muối đơn trước, thầy ghép được ST như thế này và số mol tương ứng thỏa mãn yêu cầu của đề. Còn trường hợp thứ hai là muối hai trước thì ghép vào là không thỏa mãn. Các em không thể ghép nào được như thế nào được đáp án có ST thỏa mãn yêu cầu về số mol tương ứng, rượu số mol tương ứng này và muối số mol tương ứng. Đó, vì thế là trường hợp thứ hai này loại. Vậy chỉ có trường hợp thứ nhất là muối đơn trước được thỏa mãn thôi. Kết quả thầy có phần trăm khối lượng của xì sẽ bằng là 40,40% và đáp án là đáp án B. Đó. Bài này cái hay của người ta khai thác đó chính là số mol CO2 tổng so với số mol C làm trong muối và số mol C làm trong ancol để các em kết luận được ancol và kết luận được muối tương ứng. Ok, hy vọng là các em tham khảo được.